Xin chào quý vị và các bạn. Trong các tòa nhà, văn phòng, chung cư hay trong các nhà hàng luôn luôn được bố trí những hành lang cầu thang thoát hiểm, và những vị trí đó luôn luôn được lắp đặt các hệ thống đèn exit, đèn chiếu sáng khẩn cấp. Tuy là một thiết bị điện được sử dụng khá phổ biến, nhưng không phải ai trong số chúng ta cũng có thể nắm rõ được các thông số kỹ thuật cũng như giá trị sử dụng của loại đèn chiếu sáng khẩn cấp này. Vậy hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về những thông số cơ bản của loại đèn chiếu sáng Bravo, là một trong những loại đèn chiếu sáng khẩn cấp được sử dụng khá phổ biến trong các tòa nhà, văn phòng, chung cư tại Việt Nam. Loại đèn chiếu sáng khẩn cấp Bravo về cấu tạo về thân đèn có kích thước 260mm x 230mm x 48mm, hình dạng màu trắng và chế độ hoạt động liên tục bật trong 24 giờ. Về loại bóng đèn, có loại là loại đèn led màu vàng hoặc là màu trắng tùy theo kích thước, hoặc là đèn sợi đốt màu vàng màu trắng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Và đèn chiếu sáng khẩn cấp Dragon được sử dụng nguồn xoay chiều 220V 50-60Hz. Nhiệt độ hoạt động của đèn là từ âm 10 độ C đến 40 độ C. Về công suất tiêu thụ của đèn là từ 2 đến 4W. Về loại pin của đèn là loại pin NCID 3,6 V đến 6 V, từ 1,8 A đến 4 A, với chế độ sạc tự động thông qua mạch điều khiển. Và khi sạc tự động sẽ có chế độ đèn báo đỏ. Thời gian hoạt động của pin NCID là trên 2 giờ đến 4 giờ tùy theo công suất đèn. Đối với loại đèn Dragon hoặc là đèn sự cố thì chức năng ngắt an toàn khi mà đã nạp đủ, và chức năng bật tự động khi mà mất nguồn xảy ra sự cố. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn các thông số kỹ thuật cơ bản của loại đèn chiếu sáng khẩn cấp Dragon. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.